ហើយនេះគឺជាឆាណែលខ្មែរផោអូតូដែលហើយឆាណែលខ្មែរផោអូតូគឺបានធ្វើវីដេអូកន្លងមកហ្នឹងគឺធ្វើវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងផលម៉ាកីតាជាដែលជា brand របស់ជប៉ុនហើយគុណភាពរបស់ជប៉ុនហ្នឹងហើយក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបានលើកយកជាប្រភេទម៉ូតូពូលីម៉ាកីតាហ្នឹងដែលជាប្រភេទពូលីប្រើថ្មដល់ 8 volt លីធីយ៉ឹមអាយអនហើយថ្មដល់8 volt ហ្នឹងគឺប្រើជាមួយនឹងម៉ូទ័រម៉ាកីតាច្រើនត្រូវជាមួយនឹងម៉ូទ័រច្រើនប្រភេទហើយនេះគឺជាបាទគឺជាម៉ូទ័រពូលីហើយប្រើថ្មដល់8 volt នេះថ្មគឺដាក់ឡៃនេះបាទថ្មដាក់ឡៃគួរខ້ອຍនេះបាទហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញមួយទៀតនោះគឺជាប៉ុងបាទនេះគឺប៉ុងរបស់វាប្រទេសប៉ុង ហើយម៉ូទ័រពូលីនេះគឺមានលេខកូដDPO600DPO600គឺប្រទេសនេះគឺមានទំហំ6អិនដែលស្មើនឹងទំហំ150មីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងខ្ញុំហែកខំវាបាទនេះគឺលេខកូដផងហ្នឹងចិត74 49 12 12ហ្នឹងហែកវាមក ណាបាទអូខេណាបាទអូមែនតើបាទតាមកណាមួយល្អហើយអានេះគឺជាប្រភេដបកបាត់បាទបកបាត់បានហើយនៅលើតួម៉ូទ័រហ្នឹងក៏វាជាប្រភេដស្ងាយស្ងាយដែលដាក់ទៅជាប់បាទនេះដាក់ទៅជាប់បាទគោលដៅរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងដើម្បីអីគឺដោយសារបាទ ខ្ញុំធ្វើការជួសជុលទៅខ្ញុំធ្វើការមែនតេនម៉ូទ័ររបស់ពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺឃើញថាវាមានបន្លាចអញ្ចឹងខ្ញុំគោលខ្ញុំគឺដាក់អាហ្នឹងដើម្បីដាក់ថ្នាំពូលីនេះពូលីគ្រើមពូលីមួយទៀតនេះគឺជាពូលីអឺនេះគឺជាពូលីមួយទៀតបាទពូលីអឺ អូអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការពូលីវាដោយប្រើម៉ូទ័រនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថ្មចូលហើយដោយសារម៉ូទ័រនេះគឺមានកុងតាក់ឡុកពេលដែលយើងចុចដំណើរការគឺវាឡុកយើងអាចចុចឡុកបានបងប្អូនឃើញណាអំបញ្ញមិនគឺខ្ញុំចុចឡុកហើយម៉ូទ័រនោះដំណើរការដោយខ្ញុំមិនបាច់ចុចកុងតាក់ទេ
em mình đem bạn mà chúng ta thôi món ấy cứ thôi lo mình đem nhưng mình thôi cả poly lại đi tiếp mà poly lại đi tiếp video của channel nhóm nó cứ cùng thuyên toàn ấy cứ nhóm chồng bằng hai một bọn đọc nên thà channel của nhóm nó cứ miền cảm hai chiều một phò sọt bọc không còn mang guitar thì cùng nhóm chồng bằng hai vì phải chạy chiếc máy thay và để mang guitar miến trong phần hành thì cái này thì nhung phơi đá nhung phơi cá và nhung phần hành thì cái này nhung đấy cứ mở cứ mà em mình đến bạn cứ miền tóc phần mệt phơi cá chui chồn motor miền chỉ bạn chăng xa và chăng xa đọc bằng bảy vol hay gặp bằng xa đấy bạn chăng xa đấy cứ về miền pi port và nó về những xa cứ xa pin smart này và bài ta men pi port nó cứ áp giáo với bạn miền chỉ motor và miền chỉ accessory nhé accessory miền tăng pi ply tập bẹt với cả mù long đọc long bàn snack chơi sàn chơi sàn đai ok anh ấy cứ chỉ ply cắt ply chạp tràn như thế miền chỉ hand tool bàn mình không thọt tọt nhóm miền chỉ tool special tool để chọn điện miền chỉ drawing như thế chẳng một ông để ban mưa video channel nhóm cứ complete subscribe làm mấy nhóm miền tập lắng chơi không cá thua video thay tiệt để xa này cứ nhóm thua lại cái này normal sân nhưng mà toàn tiếp trăm triệu professional bạn xong mấy motor để mẹ mua vi nó cứ nhóm của miền này cứ nhóm ở phà chỉ vi tôi là vi đại dương thế chỗ này giặc bị yếu bạn nhé pin phá tôi là món từ nguồn biết phải chỉ mặc lồn tay tê miền chỉ nhu miền chỉ khánh cô miền chỉ vẹt ni và mình chỉ làm poly mình chỉ một tờ plong tiệt nhé một tờ plong mà guitar tiệt ok mình chấn bông bông khơi cái lại nhóm phơi cá nè bạn lại nhóm phơi cá thế nhé chấn cứ nhóm nâng phơi video lo lo chứ nè nâng prapi việc maintenance âm pi một tờ mà guitar cái lại khác cái này nhóm chơi nhóm nâng và hàng tới là cái khác nhóm mình chơi nên là bây nhóm phơi khâu bông bông chui cầm bắn không video đấy nhóm phơi khâu nắng rồi còn nhóm phơi lo tới bông bông bình chất ok chẳng video nhóm cứ ngày nay miền bắc này chẳng xong học con đã bông bồn từng học nia chui mờ và bạn mờ video nhóm hay có bạn subscribe mờ video nhóm channel nhóm này bạn ok chẳng bị nhóm giúp lia.